Những ngày này, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng với đó là những bất lợi về thời tiết, thường xuyên nắng mưa xen kẽ, song trên các công trường xây dựng các công trình giao thông, các chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đang triển khai nhiều biện pháp thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ đề ra, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại hai công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Công trường thi công cầu Phật Tích nối hai bờ sông Đuống nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang được gấp rút thi công với 3 ca liên tục. Đây là công trình được xây dựng trên sông, đồng thời có thiết kế cầu vòm đặc biệt nên các đơn vị phải vừa bảo đảm an toàn lao động, vừa tổ chức giao thông thuận lợi cho các phương tiện thủy qua lại. Chúng tôi tuân thủ đúng cái yêu cầu của thiết kế và cái khoảng cách thông thủy hai bên cái đường thông thủy đó thì chúng tôi cũng đều có đầy đủ các cái phương tiện cảnh báo giao thông. Ngoài ra thì chủ tư cũng có cái đơn vị điều tiết giao thông và thực hiện trên 24/24 để đảm bảo rằng thi công an toàn, chất lượng nhưng mà vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đường thủy là luôn luôn được chấp hành. Đến nay công trình đã đạt trên 60% tiến độ, dự kiến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác. Để đảm bảo tiến độ các công trình giao thông thì công tác giải phóng mặt bằng rất quan trọng. Công trình đường H2 nằm trong quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị thành phố Bắc Ninh do liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tập đoàn Dabaco làm chủ đầu tư cũng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ đề ra. Chỉ huy các cấp đơn vị trực tiếp thi công đã thường xuyên tổ chức quán triệt cho người lao động, phân công, sắp xếp về cái lực lượng tăng ca tăng kíp, theo máy thiết bị đảm bảo về tình trạng kỹ thuật, kiểm định trước khi đưa vào dự án. Do đó, cái chất lượng của xe máy thiết bị là đảm bảo 100% trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Biện pháp sắp xếp về lực lượng, về xe máy thiết bị, về phương tiện và thường xuyên được quán triệt, được phân công kịp thời cụ thể cho từng vai trò vị trí, tiến độ thi công đã đạt yêu cầu của dự án đề ra. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư luôn yêu cầu cán bộ kỹ thuật bám sát công trường, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để các nhà thầu thi công bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật theo đúng thiết kế được duyệt, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công vẫn đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của công trình với tinh thần là giải phóng mặt bằng đến đâu thì sẽ thi công đến đó, đảm bảo cho công trình có thể về đích một cách sớm nhất.